nhiều bà con hỏi rằng là chúng ta kiến thiết cái clip cái mương như thế nào để chúng ta trồng mít khoảng cách ra làm sao mít ruột đỏ nha bà con thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con chúng ta xem một chút xíu rồi bây giờ cây cách cây 4 m hàng cách hàng 4 m nha bà con bà con chúng ta trồng cái khoảng cách mà nó phù hợp thì cái cây sầu riêng á lộn cây mít chứ tu tí nữa nói lộn cây sầu riêng rồi cây mít của chúng ta nó sẽ phát triển vượt bậc cũng như là nó bung tàn cực kỳ nhanh cái khoảng cách mà từ cây này đến cây kia là 4 m từ cây này đến cây kia nữa là 4 m có nghĩa là hàng cách hàng 4 m cây cách cây 4 m cây mít này trồng mới có 1 tháng 15 ngày nha quý vị anh chị các bạn vườn chúng ta là để cỏ để những cái bờ mà lúa nó ở trên cái bờ mương như thế này để sau này chống chống sạt lở nó cũng là một cái cách hay đó bà con ở dưới thì nuôi cá nữa là y bài ăn à. miền tây thì bà con chúng ta cũng lưu ý rằng cái lượng phèn cái lượng nước phèn nó cũng khá là nhiều thế nên khi chúng ta trồng cây á, là chúng ta phải đi cái lượng nước chúng ta ra vào so, với mương cá lớn chúng ta đừng có để mà nước tù nước động thì nó rất là dễ bị phèn à, cây trọng tháng 15 ngày thấy lớn gớm không rồi những cái lưu ý nho nhỏ trong cái lúc mà chúng ta làm mương làm clip là thứ nhất là nước chúng ta phải đi ra đi vào nha bà con đừng có để nước tù ha em nhắc lại rồi cái thứ hai nữa thì bà con chúng ta cũng lưu ý là lấy cái lớp mặt là chúng ta làm mô chúng ta trồng mít à, chúng ta không có lấy cái nước từ ở dưới tuốt ở dưới đi lên mà chúng ta trồng nha rồi bây giờ em sẽ nói lại cái mặt mương và cái mặt clip như thế nào chúng ta sẽ có cái mặt clip là 6 m hàng cách hàng sẽ là 4 m có nghĩa rằng là từ cái mít mương đi vào chúng ta sẽ trồng cái cây là cách cái mít mương 1 m bên kia cũng vậy cách 1 m là chúng ta có được bao nhiêu có 4 m à, và hàng cách hàng là 4 m rồi vậy cái mương này dài bao nhiêu dài không biết nhưng mà ngang là 3 m vậy cái mương này ngang 3 m là vừa đủ đó bà con À, ngang 3 m ha bà con chúng ta là ngang 3 m rồi cái từ cái mít mương vào ở bên tới cái cây là một m cái khúc bên kia cũng vậy từ cái mít mương vào nữa là một m thì tính từng cái khổ mà khoảng rộng từ cái mương này này là hai cái hàng này á, là tới 5 m lần đó tại nó cách cái bờ mương ra thì bà con chúng ta cân đối tùy theo cái đất của bà con chúng ta xử lý ha à, có thể bà con chúng ta làm cái mương bà con làm 2 mét cũng được hoặc hai mét rưỡi cũng được thì tùy theo cái tính chất mà bà con chúng ta lấy đất lên bà con làm thôi à, bà con chúng ta nhớ cái điều đó thôi à, chủ yếu là chúng ta làm sao làm hàng cách hàng chuẩn 4 mét cây cách cây chuẩn 4 mét cũng là ok có một số bà con chúng ta đất chúng ta nó rộng đất chúng ta nó nhiều thì chúng ta có thể uh, trồng một cái khoảng cách nó rộng hơn rồi thôi tóm lại cho bà con chúng ta là Cái clip chúng ta là 6 mét thì chúng ta trừ cái bờ mương vô từ cái bờ mương vô chúng ta trồng một mét bên kia cũng vậy một mét à từ này vô tới cái cây là một mét vậy cây cách cây 4 mét hàng cách hàng 4 mét bờ mương chúng ta thì bờ mương chúng ta tối đa là 3 mét có nhiều bà con chúng ta làm hai mét rưỡi hoặc là hai mét cũng được nhưng mà làm sao á mà chúng ta lấy đủ cái lượng đất để chúng ta đưa lên cho làm cái clip của mình vậy thôi chứ không đơn giản không có gì đâu mà khó hết tuy nhiên là chúng ta làm cái mương chúng ta hẹp á là chúng ta phải đào nó sâu xuống càng sâu thì càng sau chúng ta mới có được cái lượng đất chúng ta đưa lên để chúng ta làm cái à, chúng ta làm cái clip nha bà con nha à, cây này à, trồng một à, tháng 15 ngày à, bà con chúng ta có thể là chờ đợi tiếp theo khoảng 15 16 tháng nữa mới thấy được cái cây nó chà bá như thế nào à, mình cũng review nhiều cái vườn khác Cái video ngày hôm nay là chỉ là mượn tượng cho bà con chúng ta xử lý cái vườn của mình à, Trước khi trồng thì chúng ta cũng à, phải xử lý vôi À, chúng ta có thể là làm cái hệ thống tưới nước rồi chúng ta rửa vôi, rửa phèn, à, bà con pha cái nước vôi vào ở bên trong cái bồn cái bồn tưới phân của bà con á, rồi chúng ta tưới à, để chúng ta rửa phèn nước thì chúng ta ra ra vô thường xuyên à, nước với sông cái để làm gì để nước chúng ta thoát ra ra vô ra vô thì nó sẽ không bị bị ứ phèn cục bộ. À đó là những cái điểm còn trong cái quá trình chăm sóc bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật cần hỗ trợ như thế nào bên kênh Willow Farm này siêu thị cây giống Willow Farm này nhịp cầu nhà nông này cũng hỗ trợ cho bà con chúng ta về cái cây giống về phân bón cũng như là về kỹ thuật À, ngoài ra thì còn có kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nữa thì bà con chúng ta cần về hỗ trợ gì thì bà con chúng ta có thể kết nối với công ty còn bây giờ thì một lần nữa một cái video nho nhỏ ngắn gọn này chúc cho bà con chúng ta luôn luôn thành công và con có thể để lại những cái bình luận để các anh em kỹ thuật hỗ trợ tư vấn cho bà con đúng giống chuẩn giống và đi theo đúng kỹ thuật